Dạ vâng. Các phòng vừa mới test chất âm một đoạn, các bác lắng nghe chất âm rất là hay từ một con đẩy hàng bãi Mỹ TSG USA, model là V6800, nặng 39 kg, cực kỳ khủng, công suất chuẩn đủ, bao chuẩn đủ là 1800W trên một kênh ở chế độ 8 ohm. Nhưng các bác chơi tất cả các dòng loa, từ loa full đơn, full đôi, súp đơn, súp kép, từ 280 côn 125, đánh cực kỳ căng và phê. Hàng đẹp tuyển chọn các bác nhá, đẹp xuất sắc. Đây các bác nhìn này, quay kỹ về cái ngoại thất của nó, lát em quay về nội thất các bác lắng ngắm nhìn. Đầu tiên các bác nhìn cái mặt của nó là mặt phay nhôm dày, rất dày, cứng, khỏe. Logo TSG USA, model là V6800, hai volume chiết áp cho hai kênh. Con này nó chạy bằng công tắc đè của nó này, công tắc đè tức là các bác giữ tay đây này, tắt này. Đó, nó đè như kiểu đè start stop ở ô tô xe máy ấy, các bác nhỉ. Và khi các bác bật nguồn lên, các bác lại ấn tay đây, giữ vài giây là nó sẽ đè, nó bật hết đèn đỏ, bắt đầu là nó chuyển sang chế độ hoạt động bình thường. Hai volume chiết áp. Những con đẩy hàng cao cấp nó chuyên chạy bằng những công tắc đè này các bác nhá. Chứ còn nếu mà hàng thường ấy, những con hàng thường thì nó bắt đầu nó chỉ chạy bằng cái công tắc bật tắt thông thường thôi. Những con đẩy cao cấp này nó chạy toàn bộ công tắc đè. Đấy, lưu ý các bác. Hai cửa sổ làm mát có lọc bụi. Có lọc bụi con này. Đấy, mặt phay nhôm của nó rất là dày. Mặt mũi của nó đẹp xuất sắc các bác nhá. Rất đẹp luôn. Đấy, với công suất chuẩn đủ là 1800W trên một kênh. Các bác chơi các loại loa full đơn, full đôi, súp đơn, súp kép. Hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc và bao zin tuyệt đối. Và bây giờ em quay nghiêng một chút các bác nhìn này, con này nó size 3U, nó dày tầm khoảng 13 14 cm mà tất cả các linh kiện của nó cao đến nắp máy. Nhưng các bác nhìn rất là đẹp, rất là chất, cực kỳ khủng. Và tiến vào cái nội thất bên trong, các bác nhìn ý, đầu tiên là một cái quả nguồn không khác gì cái nồi cơm điện to vật vã luôn, nó nặng 39 kg, tổng 39 kg, thì các bác biết là cái nguồn của nó khủng khiếp đến như nào. Bình thường những con đẩy mà em tiếp xúc như là các bác tiếp xúc nó nặng nhất nó chỉ có 32-33 kg thôi, nhưng mà con này nó nặng 39 kg, thì cái cục nguồn của nó nặng tầm khoảng rất là nặng và nó lớn, nó tầm khoảng 2-3-4 cm và to cao đến nắp máy, nguồn đồng lớn. Đấy, rất là nặng, nó cái nguồn đồng thì nó mới nặng như vậy. Và nó con này nó chạy toàn bộ sò lớn Toshiba, rất nhiều sò và rất là nhiều sò thúc, sò bù áp. Đấy, toàn bộ sò lớn Toshiba này, con sò này nó rất khỏe, nó đánh cực kỳ hay, các bác đánh loa full cũng hay và loa súp cũng hay. Máy móc là bao zin tuyệt đối và chạy một dàn tụ 2 4 6 8 10 12 quả tụ phẳng. Các bác nhìn cái đít cụ của nó phẳng không khác chỉ cái mặt kính, mặt bàn các bác này. Cái mặt kính ấy, phẳng đét luôn. Tụ điện áp là 80V 15.000 micro. Đấy, quạt gió size 3U nhá. Bình thường những con đẩy khác quạt gió của nó rất là cắt gió rất là kêu to. Nhưng con đẩy này size 3U nhưng quạt gió của nó cực kỳ êm. Đây em vẫn đang cho chạy quạt gió tiết lượng này, rất mát nhá. Cái quạt gió này các bác cứ chạy từ sáng đến tối không bao giờ nó nóng. Đây vẫn bật nguồn này. Đấy, giảm hết âm lượng tiếng nhạc cái đòi mà các bác nghe quạt gió của nó cực kỳ êm luôn. Nếu như con đẩy khác nhá, mà như này thì các bác không nghe được tiếng nói luôn bởi vì nó cắt gió. Dòng đẩy size 3U 99% là nó cắt gió cực kỳ ca to, nhưng con này này các bác nhìn này, quạt gió chạy cực êm luôn. Đấy, rất là êm. Đó, nên là các bác chơi từ gia đình đến các bác có thể đánh tất cả các dàn âm thanh sự kiện, quán xá hoặc là đi làm sự kiện. Đấy, con này nó chạy toàn bộ sò lớn này, các bác nhìn này. Tất cả zin nguyên bản 100%, các bác nhìn những con sò này vẫn còn keo đổ ở nhà sản xuất này. Toàn bộ này các bạn nhìn, tuyệt đối luôn. Đấy, và chạy 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 sò lớn và chưa kể những con sò thúc, sò bù áp này. Đấy, rất là nhiều. Nên 13 trên 13 dưới là 26, 26 là 52. 52 cộng với lại hai tầng là 4 tầng sò thúc và sò bù áp. Nên con này cực kỳ khỏe luôn. Công suất bao chuẩn đủ cho các bác là một kênh là ở chế độ 8 ohm là 1800W các bác nhá. Nên các bác đánh từ loa full đơn, full đôi, súp đơn, súp kép là bao phê cho các bác. Và đánh những cái dòng súp đơn cũng như là loa full đôi từ 280 côn 125 như các bác nhá. Chứ từ 220 côn 121 côn 100 thì không tính tiền. Nên các bác chơi cực kỳ yên tâm. Đấy, bao chuẩn và bao đủ mà cực kỳ phê. Dòng này con này nó tiếng của nó rất là sạch. Đấy, dòng đẩy Mỹ TSG các bác nhìn phía sau vỉ của nó này có ký hiệu TSG USA hết này. Các bác nhìn chưa? Đó. Hàng xịn sò luôn, máy móc là bao zin và bao đẹp luôn. Tất cả đã vệ sinh đấy, sạch sẽ để các bác chỉ được dùng thôi. Dòng này rất là hay, đẹp, bền và tiếng rất là hay đấy. Mọi chi tiết các bác có nhu cầu muốn sở hữu con đẩy Mỹ TSG V6800, các bác liên hệ với lại điện tử Cao Phong, số điện thoại cũng như là số Zalo 07722 60096. Em giao hàng toàn quốc. Em quay phía sau một chút các bác nhé. Phía sau nó, con này nó có chế độ cắt súp nhá. Cắt súp này, thứ nhất là có chế độ cắt súp này, thứ hai là có chế độ chập chập kênh này. Nên nó không thiếu một chức năng gì. Đây các bác nhìn này, nó chỉnh nó nét hơn, các bác nhìn nó dễ.
loá. Chỉ nhận con này nó có chế độ cắt súp hơi loá. Các bác có nhìn có đường vào có đường link, coi như này có đường vào có đường link, có chế độ cắt súp này. Đó. Đấy, có gì nhé, chỉnh điện thoại nó hơi loa, có nhìn và đường ra loa bằng jack music, tức là có đủ hết các chức năng để các bác sử dụng, các bác ăn chơi. Đấy, em quay lại tí nó loa đấy, coi như này. Đó. Có đường vào có đường link nhá. Đấy, có đường vào có đường link này, có chế độ gạt đánh sút này, có chế độ đánh chập kênh này, tem vàng tem xịn của Mỹ này. Đấy, phía dưới là tem TSG USA này. Đấy, đủ hết các chế độ gạt này. Đấy, không thiếu một chức năng gì. Có chế độ đánh chập kênh parallel stereo. Đấy, các bác đánh full thì các bác cho hai jack trên và dưới, còn các bác đánh chập kênh thì các bác cho jack music cắm jack giữa này nhá. Đấy, lưu ý các bác nếu đã bác đánh full thì các bác cắm hai jack music phía trên cùng và dưới cùng, còn đánh chập kênh thì các bác cắm jack music ở giữa. Đấy, đủ hết chức năng cho các bác. Con gió cực kỳ là êm. Hòng đẩy của Mỹ thì các bác chơi thì nó cực kỳ đẳng cấp luôn. Đấy, một lần nữa các bác có nhu cầu liên hệ với em nhé. Sở hữu có đẩy một kênh của nó là 1.800W trên một kênh ở chế độ 8 ohm, bao chuẩn đủ các bác. Hàng tuyển chọn đẹp xuất sắc luôn. Các bác nhìn quay chỉnh nét các bác này. Đó. Cái điện thoại của em nó cũng cùi bắp rồi. Nó muốn thay nâng đời rồi. Đó. Các bác nhìn này. Rất là đẹp luôn. Bao zin tuyệt đối về phần máy móc các bác nhé. Xin cảm ơn các bác và anh em đã theo dõi video.